Thưa quý vị, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vông, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có những bước tiến đáng kể trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Qua nhiều chương trình cho vay vốn, hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ, giúp họ có cơ hội cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ và giúp đỡ thành công cho 24 chị vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội đã hỗ trợ vốn thoát nghèo 460 triệu đồng, vốn giải quyết việc làm trên 500 triệu đồng, chương trình hỗ trợ bò sinh sản được 48 con. Những nỗ lực này không chỉ giúp chị em hội viên có thêm nguồn thu nhập mà còn góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp hội viên thoát nghèo chính là nguồn vốn hỗ trợ từ các chi tổ hội. Thông qua hình thức cho vay vốn xoay vòng, các chị em có thể tiếp cận và sử dụng nguồn vốn này một cách linh hoạt, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư vào các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, chăn nuôi, từ đó nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Từ năm 2012 cho đến nay, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai và giúp đỡ được 24 chị vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Thì các chị cũng nhờ từ cái nguồn vốn hỗ trợ xây dựng vốn từ các cái chi tổ hội của mình. Cái thứ hai nữa là các chị cũng nhờ được những cái nguồn vốn làm giải quyết việc làm, giúp các chị từ cái nguồn vốn đó giúp các chị mua bán kinh doanh nhỏ lẻ. Có chị thì mở được quán cà phê, còn có chị thì mở được tiệm tạp hóa. Có các cô thì kinh doanh sản xuất tại gia đình, rồi có nhiều cô thì chăn nuôi gà. Rồi có 4 chị thì chăn nuôi heo, thì từ những cái nhỏ lẻ đó thì các cô cũng cải thiện được cuộc sống. Đến nay thì các cô sử dụng các cái nguồn vốn đó là rất là hiệu quả. Các cô có được cái kinh tế và các cô đã xây dòng vốn và trả được nợ và điều kiện của các cô đến nay thì phát triển bền vững. Có được những cái sản phẩm mà các cô thụ hưởng từ những cái chương trình, những cái chính sách của nhà nước giúp cho các cô phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương. Cụ thể, nhiều chị em đã khởi nghiệp thành công với những mô hình kinh tế đa dạng. Nhiều chị mở quán cà phê, tiệm tạp hóa hay tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh chăn nuôi. Theo phản ánh từ các hội viên, nhiều chị đã có cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi tham gia các chương trình hỗ trợ của hội. Họ không chỉ có thu nhập ổn định mà còn tự tin hơn trong việc quản lý kinh tế gia đình. Điển hình là hộ chị Lê Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1957, ngụ tại ấp 4 xã Trà Vông. Khi hai vợ chồng chị về Tây Ninh sinh sống, chỉ vỏn vẹn có 6 công ruộng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng chị phải làm thuê, làm mướn để trang trải qua ngày. Cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Khi biết đến Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã, chị Thúy đã tham gia vào hội, được nhận nguồn vốn từ chương trình góp vốn xoay vòng trong chi tổ hội đã giúp đỡ một phần nào khó khăn trong cuộc sống. Năm 2002, chị được vay hộ nghèo với số tiền 5 triệu đồng, giúp chị có thêm nguồn vốn để đi buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ. Nhờ đó, đến năm 2009, chị đã vươn lên trở thành hộ thoát nghèo. Năm 2012, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ giới thiệu nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 10 triệu đồng. Để chị mở một sạp quần áo buôn bán tại chợ Trà Vông. Sau đó, chị còn được hội giới thiệu hỗ trợ vay thêm chương trình học sinh sinh viên cho con gái chị đi học. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, đến nay con gái chị đã ra trường và trả hết số tiền vay học sinh sinh viên. Con chị có công việc mua bán ổn định tại chợ Trà Vông và tham gia làm chi hội trưởng, chi hội phụ nữ ấp 4 xã Trà Vông. Chị rất vui vì nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp đỡ mà chị có được như ngày hôm nay. Khoảng 30 mấy năm trước thì khi vợ chồng lên đây thì làm ruộng chỉ có 6 công ruộng. Rồi tôi đi làm mướn ngày, mướn nông nghiệp. Rồi ông xã thì ông đi cày. Nhưng mà công việc thì lúc đó ở đây dân thì cũng nghèo, công việc cũng bấp bênh lắm. Cho nên nó là cũng khổ. Nhưng mà cũng ráng nuôi con càng ngày càng lớn thì nó nhu cầu thì là phải học hành. Hơn nữa thì tôi lên đây thì hai bàn tay trắng cũng không có cái gì, cũng chỉ đi làm mướn vậy thôi. Hội phụ nữ thì là động viên giúp đỡ tôi rất là nhiều, nhất là cho vay tiền xây dòng vốn của chị em phụ nữ trong ấp, rồi có từ cái chỗ đó là có vốn để mình đi buôn bán nhỏ,
đi mua bán cá, rồi bán đồ hồng bông, cũng có xây sở thì nó cũng cũng khá hơn là mình đi làm mướn ngày. Rồi sau đó thì con càng ngày lớn thì nó học lên cao, thì hội phụ nữ giới thiệu cho mình vay sinh viên, học sinh sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi mình vay cho các con mình đi học. Rồi sau đó thì con mình được lớn lên là thành tài, khi nó đã có công ăn việc làm rồi. Nhờ cái đồng vốn của ngân hàng chính sách cho vay để mình xây sở, rồi mình cho con mình ăn học, nó có rất là đạt hiệu quả. Tại vì nhờ cái đồng tiền đó mình buôn bán, rồi có sinh hoạt trong gia đình, rồi có lo cho con đi ăn học. Rồi từ đó trở về sau thì con cái nó làm được có tiền, ra nó có nghề có nghiệp làm được có tiền thì nó phụ giúp mình, nó cũng trả hết số nợ đó. Một trường hợp khác được hỗ trợ là cô Danh Túy Phượng, hiện ngụ tại tổ 8, ấp 3, xã Trà Vông. Cô là gương phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo ở địa phương. Cô Phượng tham gia công tác hội từ năm 1996. Trong những năm 1995 đến năm 2014, gia đình cô gặp rất nhiều khó khăn. Nhà không có ruộng đất, con đông, chồng cô bị bệnh, một mình cô phải bươn chải để chăm lo kinh tế gia đình. Từ khi tham gia vào công tác hội Liên hiệp Phụ nữ, cô được hội giới thiệu nhiều mô hình giúp cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Năm 2016, cô được tham gia tổ phụ nữ xoay vòng vốn tại chi tổ hội với số tiền 6 triệu đồng. Cô sử dụng hiệu quả vào việc lấy rau củ quả bỏ mối tại các chợ trên địa bàn huyện. Năm 2020, cô được hội phụ nữ giới thiệu cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo được 10 triệu đồng. Cô sử dụng vào việc bán tạp hóa tại nhà. Năm 2022, cô được vay chương trình giải quyết việc làm giúp cô sản xuất nông nghiệp, tham gia trồng trọt, cụ thể trồng hành, chăn nuôi nhỏ lẻ. Gia đình của cô thì khó khăn từ năm 2008, chăn nuôi thì nó bị lỗ rồi cũng nhờ bên hội phụ nữ cũng hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng vốn, rồi hỗ trợ ngân hàng chính sách nhà nước hỗ trợ, cho nên cô là phải vượt khó, phải đi lên làm mà nuôi con tới giờ thì cũng nhờ bên phụ nữ hỗ trợ vốn cho cô đi lấy đồ ở chợ lớn về đang bán hàng rong, rồi chở bỏ mối về các chợ, như ví dụ như chợ Mỏ Công, chợ Trà Vông, chợ Tân Biên rồi vậy đó. Cô chợ trả xong cái số nợ đó rồi là bắt đầu cô vượt khó tới giờ, là cô khỏe luôn tới giờ, lắm bắt đầu giờ về làm kế hoạch nhỏ chăn nuôi ở nhà. Thì qua quá trình mà hoạt động sinh hoạt cùng với các cô trong chi hội á, thì hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên bám sát những cái trường hợp mà khó khăn như trường hợp của cô Phượng. Thì cô Phượng là một trong những cái gương điển hình dương lên để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thì hội sẽ hỗ trợ giúp cô một số vốn như là vốn hộ thoát nghèo, có để cô đi lấy những cái mặt hàng về cô bỏ mối lại, thì kiếm ra được cái số lời chút đỉnh. Rồi sau đó thì cũng hỗ trợ cô thêm cái nguồn vốn xoay vòng từ cái các chi tổ hội ở trong ấp. Thì cô cũng chăn nuôi nhỏ lẻ tại gia đình. Thì những cái chăn nuôi tại gia đình đó nó cũng giúp cho cô có được những cái lãi lời ra để giúp cô để cải thiện cuộc sống. Nhìn những luống rau xanh mướt đầy sức sống, cũng giống như tinh thần vượt khó vươn lên để thoát khỏi cái nghèo của cô Phượng. Đó là kết quả của sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ từ những ngày đầu cho đến những chương trình cho vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vông đã giúp cho các hội viên tham gia vào công tác hội nhiều hơn và có cuộc sống tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần. Hiệu quả nguồn vốn là ví dụ như giờ cô có cái chuồng gà cô nuôi. Trong vòng ví dụ như 2 tháng là cô ương 50 con gà, 2 tháng thu hoạch một lần là coi như trong 50 con gà này là phải được từ tiền lãi là 6 triệu. Tiền hành, tiền này thì thay vì ví dụ lúc này là trời mưa phải không? Cho nên là vườn rau nó không được đẹp. Nhưng mà có cái nếu ví dụ như nó qua cái gần tháng 8 này là mỗi một ngày là cô thu hoạch ít nhất là phải 120 ngàn. Là nó tới hai nguồn thu nhập. Trang trải nợ nần xong thì coi như thì đủ chia ra mỗi một tháng thì cô cũng phải thu nhập được 6-7 triệu, có khi hỗ trợ cho con mình cháu đi học nữa. Nguồn thu nhập từ cái vốn của nhà nước, từ cái vốn của bên ngân hàng, của phụ nữ. Cho nên cô là mới làm được cái công việc là coi như là chồng sớm ở đây, coi như nhiều người người ta cũng rất là quan nghênh cô. Người ta cũng thấy, người ta cũng
cũng muốn làm như vậy đó. Từ những cái hiệu quả mà hội đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cô, thì trong thời gian tới thì mong các cô là ráng cố gắng duy trì những cái hiệu quả từ những cái mô hình mà hội đã hỗ trợ giúp đỡ cho các cô, rồi các cô sẽ sử dụng những nguồn vốn đó và phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững, không có tái nghèo, và bên cạnh đó thì hỗ trợ cho những cái chị em phụ nữ khó khăn khác để vươn lên thoát nghèo đa chiều trong cái tình hình hiện nay. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các ấp, nhiều hội viên phụ nữ xã Trà Vong đã thoát khỏi hộ nghèo, phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững. Điều này không chỉ mang lại hạnh phúc cho từng gia đình mà còn thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương. Những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Vong trong việc hỗ trợ hội viên đều hướng đến mục tiêu cao cả là xây dựng một xã hội phát triển, nơi mà tất cả chị em phụ nữ đều có cơ hội bình đẳng để phát triển bản thân, đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội. Việc tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hỗ trợ sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhằm nâng cao đời sống cho hội viên và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.